Vâng, xin chào toàn thể bà con, tôi là Vĩnh Thủy Sản 365 đây. Và hôm nay lại đưa bà con đi xem cái mẫu cá chê ta hôm nay. Hôm nay chê ta đang về size khoảng 500-600 con trên 1kg. Cá rất là đều bà con nhé, đây. Và ngoài ra bên trang trại chúng tôi còn có mẫu chê từ 700-800, 800 đến 1000 và 1000 đến 1200 con trên 1kg. Bà con mà có nhu cầu mua cái size cá nào thì có thể liên hệ về số hotline trên màn hình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con. Đây là lúc chúng tôi kéo cá lên. Cá ở dưới cái ao rất là đều bà con nhé. Đấy, sau khi kéo cá lên thì chúng tôi đưa lên bể và bắt đầu ép cá. Sau đấy mới xuất cho bà con, để đảm bảo trong cái quá trình vận chuyển cá của chúng tôi không bị hao hư, cũng như đảm bảo cho bà con về tận ao của bà con là không có vấn đề gì. Đấy, đây là cá chê ta bà con nhé. Bà con nào có nhu cầu mua giống thì có thể liên hệ cho chúng tôi theo số hotline trên màn hình. Bà con nào chưa biết kỹ thuật thì cũng có thể gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi tư vấn cho bà con cái phương án nuôi cũng như là các cái vấn đề kỹ thuật liên quan đến cái con chê ta này. Ngoài ra bà con có nhu cầu mua những cái đối tượng con giống khác cũng có thể liên hệ cho chúng tôi theo số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ gọi điện và tư vấn cho bà con. Sau khi đưa về bể, đây là cái mẫu cá và chúng tôi điểm cá trước khi xuất bán cho bà con. Chúng tôi sẽ đếm cái số lượng đủ cho bà con để cung ứng. Cá chê ta này thì mỗi năm chúng ta sẽ bắt đầu thả vào khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch là bắt đầu vụ của nó. Và thời gian nuôi chúng ta có thể nuôi từ 4 đến 5 tháng là chúng ta có thể xuất bán được một cái lứa cá chê ta. Cá chê ta này thì được người dân sử dụng rất là nhiều, chế biến được các cái món ăn rất là ngon, nên cái giá thành kinh tế tương đối cao so với các cái loại chê khác như là chê lai miền Nam hoặc là chê phi. Vì cái lượng đặt hàng tương đối nhiều nên bà con có thể gọi lại cho chúng tôi để chúng tôi lên cái kế hoạch mà chuyển hàng cho bà con. Đây, cá chê vừa kéo lên nên đang còn rất là no và chúng tôi phải ép. Xin cảm ơn bà con đã xem hết video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.